Con thấy ảnh đăng một cái clip thì con thấy là hợp với con. Cái con mới xin ảnh thôi. Con xin là anh ơi cho em xin cái clip này đi để em đăng lại cái story của em. Thì mình thực sự người ta cho thì mình cảm ơn. Cái ảnh ấy hả? Thôi anh lấy ơn thôi, không lấy cám đâu. Cái con thấy ồ anh này biết nói chuyện dữ ta. Cái con bức xúc quá, con chủ con sẽ kêu mày tao. Cái ảnh mới kêu lần đầu tiên thấy con như vậy á, ổng mới tức quá, ổng mới kêu là hả? Thôi chia tay đi. Cái con ok chia tay thì chia tay. Rồi xong chia tay luôn. Thức khuya dậy sớm mà ổng không có ăn luôn, nghỉ tại vì làm tới 4 giờ sáng. Ổng ham bình thường ngủ rất là sớm, 8 giờ ổng ngủ rồi. Hôm đó ổng thức tới 4 giờ sáng ổng làm. Thì sáng 6 giờ ổng phải lên công ty ổng làm. Mà bữa trưa nghỉ trưa được có 2 tiếng à. Chào cô Hồng Vân gì chú. Bao nhiêu tuổi hỏi liền. Có đủ tuổi chưa? 15 hay là 16? Nói tao. 18 chưa? Dạ 20 rồi. À, thôi được rồi, ngồi đi. Hồi trong kia nó xuất hiện cái em muốn té ghế vậy đó. Hồi hồn á. Em nói thôi bây giờ hỏi đi. Hỏi đi. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Trần Thiên Luật, con 23 tuổi. Và con làm nhân viên văn phòng. Con có kinh doanh thêm online nữa. Dạ. Con kinh doanh online mà là con về làm về số đẹp rồi thôi chứ không có phải là bán hàng. Chú gặp con đâu rồi đó. Bây giờ mời con giới thiệu. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Hồng Ngân. Năm nay con 20 tuổi. Thì hiện tại là con đang kinh doanh online. Với lại con đang làm về mảng KOC và KOL trên nền tảng TikTok và Facebook. Hèn gì. Tôi nói gặp ở đâu rồi. Gặp trên TikTok. Như là TikTok Dạ mấy đứa TikTok dữ ạ. Cái buổi đầu tiên mà hai đứa gặp nhau đó là khi nào? Dạ vào lúc đó là đang mùa giãn cách xã hội cách ly thì con có nhận được lời mời kết bạn từ cô bé này. Thấy lượng tương tác mạng trên mạng xã hội này cũng cao, với lại follow nhiều thì con thấy cũng hơi để ý. Vài bữa sau thì con có đăng một cái video tâm trạng lên story á, mà cổ vào cổ rep hai đứa nói qua nói lại con thấy cũng hợp duyên. Mà tại sao mà mình đăng một cái tâm trạng của mình lên vậy mà bạn lại rep, mà bạn lại có thể chia sẻ với con thì đó. Thấy mình trở nên đặc biệt đúng không? Bây giờ phải hỏi cô bé này. Lúc đó con cũng mới chia tay bạn cũ á. Thứ nhất là cái công việc của con là tiếp xúc với bạn nữ rất là nhiều. Con thì lại đang buồn nữa, mà trong mùa giãn cách thì mình không có thể nào mà giống như tìm mối quan hệ mới được. Mà Facebook con tại toàn gái không, cái con phải đi kết bạn những bạn nam. Thì vô tình con thấy cái bạn này có cái avatar cũng khá là bảnh trai trên mạng. Rồi cái con mới gửi lời mời. Nhưng mà con gửi thì con để đó thôi, chứ con không có nghĩ là sẽ làm quen hay là gì hết. Vài bữa sau con thấy ảnh đăng một cái clip thì con thấy là hợp với con. Cái con mới xin ảnh thôi. Con xin là anh ơi cho em xin cái clip này đi để em đăng lại cái story của em. Thì mình thực sự người ta cho thì mình cảm ơn. Cái ảnh mới hả? Thôi anh lấy ơn thôi, không lấy cám đâu. Cái con thấy ồ anh này biết nói chuyện dữ ta. Bao lâu thì hai đứa mới gặp nhau ngoài đời nè? Lúc mà còn giãn cách á thì ảnh hệt con đặt trà sữa thì người ta không có giao được vô trong nhà con, tại vì phong tỏa ấy. Hên sao anh này ảnh là đầu cái phong tỏa mà con quen ảnh nữa, mới làm quen thì con mới nhờ ảnh là thôi chấp nhờ ảnh lấy giùm mình, đem vô giùm mình. Sẵn cơ hội con mình biết mặt người ta như thế nào. Mới nhờ ảnh thì mình nhờ thì mình phải biết điều, mình mua cho ảnh thêm ly. Nhưng mà con chọn một cái ly con thích rồi. Rồi chọn một cái ly thêm đại trà sữa gì đó thôi. Kêu thêm để cho ảnh. Cái nhờ ảnh đem vô. Khi mà ra gặp, ổng cúi mặt xuống, ổng đưa vậy nè. Ổng đưa vậy mà không có nhìn, không có nhìn con, mà con lại muốn bắt chuyện. Con nói là anh lấy nào anh chọn đi, anh chọn thêm một hai ly anh lấy đi. Cái thế là anh lấy cái ly con thích. Cái ly con thích đó. Cái ly con thích. Nhưng mà theo lẽ người ta mua một cặp đi ha. Vậy là tính toán. Nó mua cái ly của nó, ví dụ mua cái ly nó là 50, mua cho thằng bé có 10 ngàn. Đúng rồi. Tao phải chọn cái ly 50 chứ. Trời ơi. Tại sao lại cấm mặt xuống đó? Không dám nhìn vô ánh mắt mà nói chuyện mà trên mạng mà nói lưu lót là... Nghĩa là trên mạng là hai đứa FaceTime hay là gọi voice call? Dạ, nhắn tin qua mét và cũng có call video. Má chị mà là con trai á, nhỏ quá. Chị nhìn thấy là chị đó, chết cha không được. 15, 16 tuổi đụng vô là không được. Nhỏ quá, đó. Ở cái buổi tối đó thì con sao? Con có thổn thức không? Con thì con cũng thích. Tại vì trước đã nhắn tin thì đã thấy cũng thích rồi. Tại vì cách nói chuyện rất là hay luôn, trên mạng thôi. Nhưng mà ra ngoài im ru. Trong quá trình mà hai đứa yêu nhau có giận hờn nhau nhiều không? Chuyện quá lớn thì không có. Nhưng mà mấy cái chuyện lặt vặt rồi bà này giận hờn. Nếu mà giận lâu nhất thì cũng một ngày thôi, chứ không có qua được ngày thứ hai. Lý do giận là cái gì? Cái lần mà nặng nhất đó là lần nào? Con dọn qua nhà mới mà ổng không có vô phụ con. Không vô cũng không nói gì. Tại thường thường ổng quen rồi, ngày nào ổng cũng vô thăm mình. Mà sao nay ổng không vô, thấy cũng khó chịu trong người, đang bực rồi. Mà ổng không vô, ổng cũng không nói một tiếng. Cái con mới giận. Cái xong sáng ngày mai con mới biết được là ổng đi chơi uống cà phê với bạn ổng. Cái thế là con tức con càng giận hơn. Con im luôn.
Cái xong rồi hả, ông mới lật đật đi xin lỗi con. Xong rồi nói là mốt anh không có dạy nữa, tại anh không có nghĩ cái đó là sai. Rồi giờ anh biết rồi, mốt anh không có dạy nữa. Con không nhớ là làm cái gì á, mà cũng nặng lắm. Cái con bức xúc á, con chửi, con kêu bằng mày tao. Cái ảnh mới kêu, lần đầu tiên thấy con như vậy á, ông mới tức quá, ông mới kêu là hả, thôi chia tay đi. Cái con ok, chia tay thì chia tay. Rồi xong chia tay luôn. Cái qua bữa sau liền luôn, cái con hẹn nhỏ bạn con đi chơi. Cái con mới rủ đi cho đỡ buồn á, kêu thôi đi chơi với tao đi. Con không có đăng nhỏ bạn con, con chỉ đăng chụp cái bàn bít tết mà con với bạn con ăn. Con nói là con đi cùng người mới, mà con cài cho mình ảnh coi à. Rồi đi coi coi cảm xúc của ổng như thế nào, chọc tức ổng mà. Ông đột đột nhắn tin cho con liền luôn. Ở đang đâu? Anh ra đó người này kia sao mà em thấy lòng quá vậy? Em mới có một ngày mà em đã có người mới rồi. Con với con nhỏ bạn con ngồi cười rơm rã luôn. Xong rồi cái nào? Họ chạy ra đón con liền luôn. Cái con thấy tội nghiệp quá. Xong qua bữa sau dẫn con đi Vũng Tàu cái làm quà luôn. Tự nhiên mới hôm qua nay mà tại sao nay đi ăn gì? Đi chơi vui vẻ dữ vậy. Điên máu xong chứ. Rồi sôi máu lên con kiếm cho được, hỏi đang ở đâu để con đón. Thôi giờ hai đứa vô cái vụ kia đi, vụ mà làm cưới rồi đó. Rồi có tật xấu gì không nè, kể nghe chơi. Dạ, dạ mới lấy gần nửa năm à. Rồi bước son lắm đó. Bắt đầu sống chung với nhau thì bắt đầu lòi ra những cái tật xấu gì mà lúc yêu mình không có thấy. Ngáy, ngủ ngáy, ảnh ngủ rất là ngáy luôn. Và cái thứ hai nữa là nói chuyện cục xúc. Đâu cái câu nào mà cục xúc đâu là câu ví dụ nào? Như ông không ai làm gì ông bị đau bụng hay là ông mệt trong người á, là con nói cái gì á, em cứ gì đó, xong rồi nói chuyện không chủ ngữ vị ngữ gì á, kiểu cặp vô duyên. Có nghĩa là nói chuyện không đầu không đuôi. Rồi còn gì nữa? Ảnh nóng tính lắm, ảnh im ru à. Con thì lại mỗi lần ấy thì con hay nói. Con khỏi cần phải khoe chút xíu nó nói giờ. Dạ. Kinh. Nhưng mà đó giờ hai đứa có làm chung với nhau gì không? Dạ có. Hồi đó tụi con có cũng vì cái đó nên tụi con mới quyết định cưới á. Hồi trước con coi tuổi không hợp, xong rồi cái tự nhiên cái mùa đó có cái trend gọi là làm cái giấy chứng nhận tình yêu á. Cái con mới là ổng làm tặng con cái. Con đăng lên cái nhiều bạn fan của con vừa hỏi là sao dễ thương quá vậy. Rồi con chớp thời cơ liền, con kêu làm bán anh. Cái xong rồi con làm một tờ dễ bán có mấy chục ngàn, 20-30 ngàn tờ. Mà con bán trong vòng một tuần mà con mấy trăm bán triệu. Dạ, hồi đầu tới lúc đó con bán trong vòng một tuần mà con kiếm được 8 triệu mấy. Đó là con kiếm được 8 triệu mấy là lúc đó con thấy thấy cũng được. Hạt chứ vậy dạ. Hạt. Dạ đúng rồi. Dạ. Là mà thức khuya dậy sớm mà ổng không có ăn luôn, nghỉ. Tại vì làm tới 4 giờ sáng, ổng ham bình thường ổng ngủ rất là sớm, 8 giờ ổng ngủ rồi. Hôm đó ổng thức tới 4 giờ sáng ổng làm. Thì sáng 6 giờ ổng phải lên công ty ổng làm. Mà bữa trưa nghỉ trưa được có 2 tiếng à. Cái ổng cũng dành thời gian đó ổng đi gửi hàng. Cái là thấy sao mà thấy thương quá à. Thấy làm mọi việc mà dành hết là thương cả thương nữa. Dạ. Tại vì cái thời đó là cái giấy đó nó đang hot trend. Với lại nếu mà mình để mình giao chậm cho nó 3-4 ngày thì là nó tuần ra là mất trend. Dạ. Là mất giá trị rồi đó. Dạ. Con thì bỏ công thiết kế ra bài này chỉ việc bán thôi. Rồi tiền mình để vô một khoản chung của hai đứa thì mình dạ, sau này lấy cái khoản nó đi chụp hình cưới. Dạ. Bây giờ trở lại vấn đề nó xấu nó đi. Tới con đi. Tật xấu của cô ấy. Vợ con là hay để ý quan tâm mấy cái tiêu cực trên mạng xã hội, nói tiêu cực theo ý người ta. Thì bà này cứ nói qua nói lại, người cãi lộn cãi một nồi đó. Xong cái về bận tâm, mất ngủ, mất ăn rồi bị đau dạ dày, đau bao tử, cấp cứu mấy lần luôn. Thực sự là mới đầu là ai cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện đó chứ không phải là không nha em. Dạ. Nhưng mà sau đó cái chị suy nghĩ vậy nè, mình tới gần 100 triệu dân lận. Dạ. Đúng không? Dạ. Con không thể nào con có thể quen được hết 100 triệu dân. Và cho dù con có được quen đi chăng nữa thì cái thời gian của con, nếu mà tính từ lúc mình sanh ra đời lúc mình chết á, thì tổng cái số thời gian đó mình cũng không thể nào mình phân bổ hết được để mình có thời gian để mà mình quen. Dạ. Thành ra cô nghĩ là thôi thì những cái người nào mà họ thực sự thương mình, hiểu mình, những người nào mà mình cảm thấy là khi mình tiếp xúc với họ mình thấy là mình vui thì mình làm, còn không con cứ block hết, block, dạ, đúng block hết. Dạ. Thôi chúc cho hai vợ chồng sẽ càng ngày càng yêu thương hơn. Bây giờ trước khi chúng ta đến với phần hấp dẫn thì không biết là con á, con có muốn có điều gì muốn thể hiện với chồng, muốn chia sẻ với chồng, muốn nói với chồng không? Thì đó giờ trước giờ em chưa có nói những cái lời ngọt ngào với anh, em chỉ hành động thôi. Thì nay em sẽ nói hết những cái gì mà em suy nghĩ trong lòng của em về anh. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, yêu em và chăm sóc cho em. Anh không có biết hút thuốc, không ăn chơi mà đi làm về là chỉ biết ở với vợ thôi. Thanh xuân của người phụ nữ á, khi mà lấy chồng rồi sẽ bị mất. Nhưng mà em thì không nghĩ vậy. Tại vì đàn ông người ta cũng có thanh xuân của người ta bỏ cái thanh xuân đó. Người ta đến với mình
người ta yêu thương mình, chăm sóc cho mình còn còn nhiều hơn những gì mà mình làm cho người ta, thì em cảm thấy rất là biết ơn anh vì điều đó. Hãy cùng em trân trọng điều đó nha. Nghe được lời của vợ nói thì con cũng rất xúc động. Em tên là Vân Hoàng, năm nay em 28 tuổi, hiện là kỹ thuật viên thang máy và sắp chuyển qua bên kinh doanh. À, em kinh doanh thang máy luôn đúng không? Không, kinh doanh em lại chuyển qua bên làm sơn nước. Ồ, kỳ vậy. Làm riêng. Rồi, dạ. Vậy là tôi đoán là cô vợ chắc làm bên sơn nước đúng không? Dạ không ạ, em là Duyên, em 28 tuổi, em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Anh hỏi nè, dạ, hai em có xem chương trình Vợ Chồng Son thường xuyên không? Dạ có. Vậy thì cơ duyên nào mà các bạn quyết định tham gia chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay? Thật sự thì chồng em mới là người thích chương trình này. Mỗi lần mà đến khi mà chương trình phát ở trên truyền hình á, thì anh này là người xem, em thì chỉ thích coi phim thôi. Nhưng mà anh cứ đòi xem thì em xem theo. Từ từ rồi mê luôn. Em mê nhất chương trình Vợ Chồng Son ở điểm nào? Dạ, tại em thấy có nhiều cặp anh chị tế tế vui vui. Em mê nhất là cái phần nào? Dạ, phần nhận quà ở phần cuối. Quay sức tưởng tượng. Trời ơi, tôi tưởng đâu. À, em mê nhất chương trình đó là nhờ có hai MC duyên dáng. Hoặc là mê cái phần mà nói xấu nhau. Mê cái phần quà chung là dính cướp rồi đó. Em, dạ, em thích cái chương trình Vợ Chồng Son ở cái điểm nào? Đừng nói phần quà nữa nha. Dạ không. Không, em xem thì thấy đến phần chia sẻ với hai vợ chồng cái này cái kia thấy em thấy hay lắm. Có nghĩa là tâm lý của mình sẽ được giải tỏa ra. Rồi, bây giờ chúng ta vào chương trình. Anh muốn hỏi nè, lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu? Và tình yêu của các bạn nảy nở như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau là cách đây khoảng 10 năm rồi. Đó là ngày mùng 5 Tết á. Anh này với lại một nhóm bạn là trong đó có bạn chơi cũ của em hẹn hò là đến nhà em để rủ em đi chơi. Thì lần đó là lần đầu tiên gặp nhau. Rồi ấn tượng như thế nào? Ấn tượng thì anh này đi chơi mà cứ ngủ thôi à. Ngồi trên xe cũng ngủ, đi đến chỗ này chỗ kia là cứ ngủ thôi. Thì mãi sau này mới biết hôm đó anh bị bệnh, uống thuốc cho nên là buồn ngủ. Ấn tượng đầu tiên của em chỉ có vậy thôi. Là ngủ. Dạ. Cái đợt đầu tiên gặp mặt này em cũng không có ấn tượng gì. Ngủ thôi. Nghĩa là em có ấn tượng gì với cái bạn này không? Dạ cũng không. Hồi đấy thì nhìn vợ em nó trẻ trâu, nhỏ, tóc tai, người buồn cười lắm. Mà cái thời gian nó đi chơi thì lại là người yêu cũ của thằng bạn mình nên mình cũng ngại đúng không? Cũng không để ý gì, ok, bạn người yêu của bạn mình chứ của mình đâu, mình để ý làm cái gì. Lúc đó là người yêu của thằng bạn mình hay là người yêu cũ của bạn mình? Thì vợ em lúc đấy là người yêu của thằng bạn em. Ngay thời điểm đó vẫn còn đang là người yêu. Dạ không, cũ rồi, lúc đó cũ rồi. Cũ rồi. Cũ rồi, nghĩa là chia tay. Trước đó là yêu người yêu cũ của bạn gái, đúng không? Gặp này là yêu người yêu cũ của bạn trai. Thấy không? Rồi, bao lâu thì bạn yêu nha? Kể từ cái buổi mà đầu gặp gỡ. Là khoảng một năm sau, vợ em thì lên Sài Gòn học, còn em đi học ở dưới Long Thành. Thì chỉ có tháng hai tháng em mới lên nghỉ lần. Với lên đây chơi lần. Vậy thì khó khăn quá đúng không? Dạ. Yêu xa như vậy có cảm thấy nản không? Thật sự thì lúc đó cũng em cũng chưa có yêu gì anh này nhiều đâu. Lúc đó mình đang còn buồn vì cái chuyện tình yêu cũ á. Thì có anh này ảnh hay quan tâm hay hỏi han. Thì mình cũng chia sẻ. Cho nên lúc đó đối với em thì cái chuyện yêu xa cũng không có gì là khó khăn hết. Bình thường đúng không? Dạ, bao lâu thì em mới yêu ảnh? Hơn nửa năm sau á. Thì có một lần là anh này á chở em về nhà của ảnh á. Thì hai đứa bị tai nạn. Ai? Dạ cả à, hai luôn, đi cùng một cái xe. Em chở bạn gái về để cho bố mẹ ở nhà chơi cho biết. Nhưng mà trên đường đi về được nửa đường thì tai nạn. Trời mưa trơn cho nên tự té. Dạ. Thì lúc đó tay em là bị trật. Còn anh này là bị vỡ cái xương bánh chè. Nhưng mà ảnh cứ lo em thôi, chở em đi tới chỗ này chỗ kia để lo cái tay em. Dạ đúng rồi. Vẫn chở em vẫn đi bình thường xong em mới về. Thì đêm mà nhà đau quá nó chịu không nổi rồi, nhưng mà vẫn giác ở nhà không cho mẹ biết. Đến sáng sớm thì mẹ biết chuyện, mẹ chạy xuống. Thì cái chân nó sưng to quá rồi. Cái với chở ra ngoài kia đi hút máu bầm với đi chụp phim báo bột. Dạ, tại nhà. Vì lúc đó em thấy ảnh vì đọc em ảnh giống như lúc đó ảnh quên đi cái đau của ảnh á. Cho nên là kể từ lúc đó em mới cảm thấy là em thương ảnh. Dạ. Rồi lúc bị bó bột rồi có vẫn tiếp tục đi thăm bạn gái mình không? Dạ không, chỉ có lâu lâu mẹ chở đi ra ngoài đi khám thì nhà bạn này ngoài huyện. Thì là bạn này tranh thủ chạy lại thăm bạn này. Chạy lại mà đi cũng không được, gãy tay cũng không đi được. Thì đi lại nhờ một đứa em đạp cho đạp chở đi ra coi ra ra thăm xíu. Đứa gãy chân, đứa chạm tay. Cái chuyện mà hai đứa bị tai nạn đó thì đến bây giờ luôn ở bên
nhà ngoại á thì ba mẹ em cũng không biết, đến bây giờ mới biết. Bây giờ hôm nay mà nói thì hôm nay mới biết. Dạ, tại vì lúc đó là em sợ nói ra là nếu mà đi với anh này rồi ba mẹ em, nhà em sẽ có cái ác cảm với ảnh, là tại vì làm con gái mình bị như vậy. Bữa nay mới biết đúng không? Dạ. Rồi hai người yêu nhau bao lâu thì cưới? 6 năm. 6 năm, bây giờ cưới được bao nhiêu năm rồi ta? Dạ, bây giờ hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm. Mấy bé rồi? Dạ, em đang có một bé 9 tháng tuổi rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu tới cái đại hội vạch mặt. Tới cái phần này là chắc là các bạn không thích nè, nhưng mà tôi vẫn hỏi, bởi vì đây là đặc sản của chương trình tôi. Rồi, cưới nhau về, thằng này tính xấu nhiều. Hồi trước á, lúc yêu nhau á thì ảnh tỏ ra là quan tâm nhiều lắm, tức là thể hiện ra bên ngoài luôn. Tỏ ra là cái chữ giả bộ trong đó rồi đó. Tức là ảnh thể hiện ra bên ngoài luôn. Nhưng mà kể từ khi cưới rồi á, em thấy cái đó không còn nữa. Thế là ảnh hời hợt hơn, vô tâm hơn. Như hồi xưa khi mà em giận lên cái là ảnh quắn đít lên liền. Cứ giờ giận sao? Giờ cứ kệ em thôi, em thích thì giận, kệ luôn. Vậy á. Chứ bây giờ năn nỉ luôn hả? Dạ thì cái tần suất năn nỉ nó càng ngày càng giảm dần đi. Làm cho em cảm thấy là anh này không còn thương em như hồi trước nữa. Có nghĩa là bây giờ là hời hợt. Dạ. Không chịu năn nỉ. Không phải đâu, cái đấy là do vợ em nghĩ vậy thôi chứ thật. Đúng rồi. Thật ra là không có chuyện như vậy. Nhưng mà vợ em nhiều khi cứ nghĩ vậy. Rồi, tiếp theo nữa đi, còn cái gì nữa không? Dạ, còn nữa là anh này ảnh có lỗi gì á là ảnh không có chịu xin lỗi đâu. Tính em á thì em thương ảnh á, cho nên là em dễ bỏ qua lắm. Chỉ cần ảnh nắm tay em nói anh xin lỗi, anh thương em gì đó vậy thôi là em bỏ qua hết à. Còn này không có đâu. Hồi xưa thì có mà giờ là thôi. Với lại dạo gần đây á là hay đi chơi lắm, tranh thủ là khi nào mà rảnh cái là anh đi đây tí, anh đi cà phê tí, rồi anh đi nhậu tí, mà đâu có biết nhậu đâu. Đi chơi đêm không? Dạ thì cũng có đi chơi khuya khuya rồi về. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ chỉ có vậy thôi. Thôi để cho ông chồng luôn đi, đã lỡ qua tới ông chồng rồi đang sẵn đà nói luôn. Vợ em thì chỉ cứ suy diễn lung tung rồi lâu lâu hay nói to với chồng. Em là cực kỳ là ghét những người mà nói to với mình, hay là cái cảm giác như em đang bị quát thì bị làm sao này, em bực mình lắm. Nhưng mà chồng em có nói to với em không? Dạ không. À, tiếp. Đúng rồi, em chỉ có bực mình nhất là cứ em đi với bạn bè hay là em đi khuya đi khách hàng gì này kia về là nhằn nhằn hay là trước khi đi em nói đi đâu cái là cái mặt hình chữ đi á, ý là giận lên là để em không đi, em thấy vậy em càng đi à. Vậy mỗi lần chồng em đi vậy em tức không? Dạ tức lắm, không nói chuyện với ảnh nữa, chiến tranh lạnh luôn. Mà tức quá chịu không nổi, nhắn tin đại loại là bây giờ anh có về không? Hay là muốn làm sao, nhắn tin rồi anh không trả lời luôn. Trời đất ơi. Tự tức vậy đó. Nhưng mà bây giờ trong đầu em là em nghĩ chồng em đi đâu? Dạ em cũng biết là anh cũng có đi chơi với bạn bè, nhưng mà em muốn là anh tiết chế lại mấy cái chuyện đó. Tức là anh cứ tranh thủ cái thời gian nào rảnh là đi vậy đó. Một tuần là 7 ngày thì cũng phải anh đi hết 6 ngày rồi. Chỉ còn ngày kia là cũng lượn đi chừng nửa tiếng rồi về. Tại vì công việc nó là đi thật nên em mới đi chứ. Nhiều khi đâu phải em muốn đi đâu. Nhiều khi hẹn người ta rồi ra quán cà phê rồi hẹn nói chuyện xíu nữa phải ra. Ra xong thì đi về thôi chứ có đi đâu đâu. Rồi nhân đây hỏi luôn, vậy thì em có mong muốn vợ em thay đổi những cái điều đó không? Có chứ anh, muốn vợ em là đừng có nghĩ anh như này như kia nữa. Rồi nói chuyện với khách hàng, với nhân viên thì nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào lắm. Còn về nói chuyện với công lốc rồi, em nói thì chả bao giờ được câu dạ nữa. Ừ không như này như kia, trả lời công lốc vậy ai chịu nổi. Mà nói chuyện với người ta thì ngọt ngào, nhẹ nhàng lắm. Đó thế thôi, em chỉ có mong vợ thôi chứ ngoài ra vợ em cũng không được. Em có ngọt ngào với vợ em không? Em có chứ anh, em nói chuyện nhẹ nhàng là ngọt ngào lắm. Vậy sao nó em ơi, anh muốn em già với em. Anh hỏi vậy em không biết bao nhiêu lần rồi. Anh sẽ nói vậy nè, chồng gọi mà nói vậy đó hả? Anh cũng nạt em lại vậy á, thì em đâu dạ, lâu lâu em quên em mới dạ thôi. Lâu lâu quên dạ cái xong bịt mồm nữa, cười khà khà rồi quên. Rồi giờ mong muốn sáng thay đổi điều gì? Em muốn chồng em á là bớt đi chơi lại, dành thời gian nhiều hơn cho con. Em chỉ muốn là chồng em vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Chị thấy vậy nè ha, em á thì là mục đích là em thấy vui vui, em muốn lên bóc quà đúng không? Đó, nhưng mà chồng em thì khác nha. Chồng em á là chồng em thích cái phần chia sẻ đó. Dạ. Nãy giờ là chồng em đã chia sẻ rất nhiều rồi đó, những cái điều mà tại sao anh lại như thế thế, những điều anh muốn. Thì em là em chưa chia sẻ đâu, nãy giờ là em chỉ kể những cái mà anh Thuận hỏi hay là chị hỏi thôi. Thực lòng em á, em muốn ở chồng em điều gì em nói đi, chứ bây giờ ở nhà là không có cơ hội nói đâu. Đó chị nói thiệt. Cái quan trọng nhất là em muốn ảnh là dành thời gian cho em và con thôi. Còn lại mấy chuyện khác em cũng biết, đôi khi em cũng có sai trong đó. Là em hay quát ảnh á, tính ảnh là thích người ta nhỏ nhẹ thôi. Mà em chắc do cái volume của em nó hơi lớn, cho nên là ảnh hiểu lầm là em nạt ảnh.
Tại vì chồng em nói là em nói chuyện với người khác thì rất là nhỏ nhẹ, chỉ nói chuyện với chồng em là nói lớn thôi à. Dạ. Anh ganh á. Ganh á. Ganh với khách hàng. Dạ, thì nói chuyện với khách hàng thì phải nhỏ nhẹ, nhưng mà do là ảnh bằng tuổi em á, với lại là hai đứa quen nhau là ban đầu là bạn bè thì cứ gọi nhau như vậy quen rồi, giờ kêu em Vân Dạ khó lắm. Thì biết là khó nhưng mà đó là cái nhu cầu mà rất là chính đáng của chồng á, thì sao em không đáp ứng? Đôi khi người ta nói một chút xíu nói dối mà để cho cái đối phương của mình á, người ta vui thì mình cũng nên. Trời, mình cũng tuyệt vời lắm luôn á. Với lại chị nói vậy nè, em nên tin tưởng chồng em. Dạ. Đừng có suy diễn thì khổ mình lắm. Chứ ổng đâu có khổ đâu, ổng chỉ bực thôi. Đúng thực rồi. Sự ổng bực, nhưng mà mình mới là người khổ. Tại sao đó, mình phải chuốc cái khổ cho mình? Nhiều khi em cũng nói như vậy, đừng có nghĩ ông tung làm gì cho nó mệt người á. Mà tại không nghe. Thực ra cái điều mình muốn là cái phần hồn của chồng mình, đâu phải phần xác đâu. Đúng không? Thôi bây giờ nè, cái điều chồng em muốn đó là cái sự ngọt ngào của vợ, đúng không? Dạ, đúng. Vậy thì nhân đây hứa với chồng ngọt ngào xíu đi. Dạ. Thôi đứng lên cái đi. Đứng lên cái mình làm cái cho sợ tủ rồi. Đó. Dạ, em hứa nhìn là... Đi, nhìn nóng đi, đừng nhìn nóng. Em không hứa nhìn đâu. Xin hứa là từ giờ em sẽ cố gắng dịu dàng hơn với anh, để cho anh vui rồi anh dành thời gian cho mẹ con em nhiều. Rồi anh cũng hứa với em là từ giờ sẽ bớt đi chơi, bớt bạn bè cà phê pháo nhậu nhẹt, là sẽ ở dành thời gian cho con với cho em nhiều hơn. Đấy, thế chứ. Nắm tay cái đi. Tuyệt vời, nắm tay anh thật chặt. Rồi, hy vọng cái lời hứa này không phải là cái lời hứa suông, mà là cái lời hứa nó phải theo các bạn vĩnh viễn luôn ha. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc, răng long đầu trọc lóc. Cảm ơn anh chị ạ. Vợ chồng em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên gì? Em giới thiệu bây giờ sẵn nghe con giới thiệu luôn đi. Con giới thiệu xong rồi để vợ con sẽ tự giới thiệu về bản thân. Dạ, xin tự giới thiệu, mình là Ngọc Thuận, là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Còn đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc. Con hiện bây giờ con đang phụ gia đình con, có một công việc riêng, với lại con có giới thiệu tên tuổi thôi em. Khoan khoan, nghề nghiệp từ từ. Nói luôn đó con. Nói luôn đó. Ừ. Với lại con đang kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Dạ đúng. Con tự giới thiệu đi về cái mảng kinh doanh của con. Trên mạng đó thì con kinh doanh về những cái thương hiệu gì? Con có những cái sản phẩm dành cho kiểu như là làm đẹp cho phụ nữ nè. Tất cả các mặt hàng như là một cái tạp hóa vậy á. Là bạn bán hàng trên TikTok cái trang của em luôn. Tên là gì? Trang TikTok của em là gì? Tên là tên con luôn á. Con nói đi, con nói đi. Tên là Ngọc. Cái gì Ngọc mới được? Em quên rồi. Ủa, con nhớ không Thuận? Con nhớ thì con nói đi. Cái gì T B Ngọc. TB Ngọc. Rồi. TB Ngọc. Kiếp là có bán sản phẩm trên đó. Mọi người có nhu cầu về những sản phẩm làm đẹp thì cứ lên trang TikTok của TB Ngọc. Phụ nữ làm đẹp, chăm sóc da, rồi chăm sóc sức khỏe này kia hết. Vợ con bán nhưng mà con biết hết, tại vì con hay ngồi xem. Đúng rồi, con phải hỗ trợ chứ. Ngọc năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cưng? Em năm nay 20 tuổi rồi. 19 em. Em lớn ghê luôn á. Sắp 20 rồi. 19. Sắp 20 rồi. 19 hả? Vậy là sanh 2003. 2003. Ủa nhỏ xíu luôn trời. Tại giờ vợ của em á là thích mình lớn chút xíu luôn, đâu là 20 đó. Nhưng mà chính xác là 19. Thường hôm nay là bao nhiêu ta? Em 38. 38. Trời. Cũng hơn nhau ít ỏi lắm. Đâu có nhiêu. Gần 2 thập kỷ. Ừ đó. Nhưng mà sao thấy cũng không có chênh lệch nhiều. Thực ra là như vậy, bởi cho nên là Thuận nó giữ nhan sắc của nó quá hay luôn. Ủa, em tưởng đâu em là vợ em là chênh lệch nhau lắm luôn rồi đó. Anh ở đây còn ghê hơn nữa. Em là ngưỡng mộ cặp vợ chồng của anh lắm luôn á. Nhưng mà cái không phải là vì ngưỡng mộ vậy mà em cố tìm một người vợ trẻ đâu nha. Nhưng duyên mà rồi em. Duyên số, cái này gọi là duyên số. Đúng là duyên số, với lại là thực ra là nhìn bé Ngọc á thì cho dù là cái người mà gọi là, cho dù có một cái lời thề là sẽ không lấy vợ thì cũng sẽ phải bỏ ngay cái lời thề đó. Xinh đúng quá. Không? Vì bé Ngọc nhìn như một cô công chúa vậy đó. Như búp bê á. Thiệt, nói chung là nhìn bé Ngọc là coi như là không ai có thể là có thể kềm kềm được cái trái tim của mình thổn thức, đúng không? Dạ. Bây giờ giờ cô biết tại sao mà con có thể lấy vợ mà thần tốc như vậy luôn. Con nói thiệt với cô luôn nha, con vừa gặp vợ con thôi. Con vừa gặp vợ con là lúc đó con chưa có xác định là con quen, mà con không có xác định là rõ ràng với ai với ai hết trơn. Với con cũng nghĩ là chắc con không lấy vợ đâu, con chỉ là quen rồi giống như cuộc sống mình cái thời gian đó mình gặp ai thì mình giống như mình cứ đi vậy thôi, mình cứ tập trung làm việc, lo cho cuộc sống, lo cho gia đình, rồi giống như nó là vậy thôi. Nhưng mà khi con gặp vợ con thôi, con đứng từ xa, con khoanh tay nè. Giờ con đứng đằng kia, giờ con vừa bước vô cửa, con đang đứng quay lại thấy vợ con khoanh tay nè. Có nào là vợ mình không ta? Mà mới gặp vậy thôi, con chưa có nói chuyện chưa gì hết.
cái là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Rồi, là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đúng đó, cái lần đó là ở đâu? Ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con. Dạ, một người bạn đúng không? Là đám cưới của người đó. Xong rồi gặp vậy thôi. Rồi đáng lý ra là con ngồi bên một bàn khác. Nhưng mà con thấy vợ con như vậy con không thể ngồi bàn khác được. Con mới kiếm cớ, tại vì trong đó bạn con không à. Con mới kiếm cớ, ê, làm một người bạn trong cái bàn của vợ con. Con để được ngồi chung bàn á hả? Ngồi đó thôi, chứ con không có làm gì hết. Con mong men là con lại ngồi gần. Con ngồi được gần Ngọc không? Con không có nhìn vợ con. Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc không hay là con ngồi đối diện hay là con ngồi xéo xéo? Con ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện thì dễ. Nhưng mà con không nhìn vợ con luôn. Con không nhìn vợ con. Lâu lâu có nhìn chậm không? Con canh vợ con không nhìn, con mới nhìn. Tức là con không có cho vợ con biết là con nhìn vợ con. Con chỉ giống như là không ai biết là con đang nhìn vợ con hết. Chỉ là con nhìn rất là gọi là kín cái phần đó. Sau chuyện này anh Tiên mới tin hơn là đúng là phải đến một cái thời điểm nào đó, cái cảm giác như là ông trời sinh ra phải là của nhau vậy đó. Đúng rồi. Có thể là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm sau đúng mới tìm được cái người. Nhưng mà cái khúc, cái khoảng thời gian đó là con chưa có rõ ràng về cái những cái mối quan hệ. Cô nhớ mà, tại vì là cái thời điểm mà đi quay Gạo Nếp Gạo Tẻ với Thuận á, là Thuận vẫn còn nói là trời, tại vì cứ hỏi ủa Thuận sao tụi nó có vợ hết trơn mà sao con cứ phòng không hoài vậy Thuận. Nó chắc con lấy vợ quá cô. Thực sự chưa bao giờ mà Thuận nói là Thuận sẽ phải năm này sẽ phải lấy vợ rồi, năm tới sẽ phải có con hay gì, chưa bao giờ có đúng rồi đó. Chưa là... có một cái kế hoạch đó. Đúng rồi, em không hề có kế hoạch luôn. Và lúc gặp vợ con á là con cũng chưa có xác định gì hết trơn, chưa xác định với ai, mặc dù con cũng có bạn rồi này kia. Nhưng mà khi gặp vợ con đó thì con có cái cảm giác đầu tiên là cái tiếng nói dội lên trong đầu, có khi nào đây là vợ mình không ta, ta. Đó. Thiệt luôn, thật sự là vậy á, mới cảm thấy như vậy á. Rồi cái sau này cũng hỏi vợ con á là lúc em mới gặp anh á em có đâu, bây giờ để cô hỏi nè. Ngọc, con nói cho anh Tuyên là cô nè với mọi người biết đi, cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa, là diễn viên chưa, hay là con đừng có nói với cô là con không coi phim Việt Nam nha. Dạ, lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể, xong mà nhìn sáng đẹp dữ, quen, xong rồi con hỏi bạn con mà hình như cái này anh này diễn viên hay gì á, xong rồi con lên mạng search, đúng rồi anh này hay coi Gạo Nếp Gạo Tẻ. Là cũng đi tìm ngay lúc đó luôn đúng hả? Rồi em đi tìm trên mạng nên em em thấy ở ngoài sao trẻ hơn ở trong hình. Là con cũng có ấn tượng đẹp liền luôn đúng không? Tại tự nhiên cái chỗ bách sáng giống như rồi sáng chưng cái chỗ đó. Rồi xong lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á thì lúc đó con sao, cảm giác con sao? Không, là con ngồi bàn đó rồi xong con ra con chụp hình. Tự nhiên thấy anh này đang ngồi trước mặt mình đâu ra, tự nhiên qua cái bàn của con ngồi á. Thì đó, thì lúc đó cái trái tim con nó có đập hơn. Nó có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con bị đê tại con nhìn mấy con trai không mà. Đúng rồi. Tại vì bàn đó con trai nhiều, con nhìn mấy người bạn con trai con không mà con nhìn, nhưng mà con ngồi con nhìn như là con uống, nhưng mà nhìn con canh hết, canh cái bàn tĩnh lặng con mới liếc qua một cái xong quay lại. Thì bạn con mới tưởng con là bị đê, bạn con hỏi mà. Khoảng thời gian đó lâu chưa em? Cái năm đó năm nào ta? Năm trong năm nay nè. Ê không, nhầm. Năm vừa rồi á. Năm rồi, năm mới thức thì đây luôn á hả? Vâng, tụi em quen nhau và cưới nhau chứ trong vòng không quá một năm. Quyết định trong vòng có một vài tháng là quyết định đám cưới. Và chưa đến bây giờ anh Tuyên mới biết luôn á. Rất là, nói chung là nó là như vậy. Hai tụi con quen nhau hai tụi con là sau cái bữa đám cưới đi, bắt đầu con kể từ cái mốc mà sau cái sau buổi cái bữa đám cưới thì là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó, loáng thoáng một cái tên thôi. Con không có hỏi, không hỏi bất cứ ai hết. Ở trong bàn tiệc nó không nói chuyện luôn hả? Nói chuyện gì đó nhưng mà nghe loáng thoáng một cái tên là Ngọc. Thì con mới về. Bây giờ cái manh mối đầu tiên là như vậy, nhưng mà nếu mình đi hỏi ấy, thì nó quá là dở, là coi như là mình ấy là cái này mình dựa vào duyên số. Nếu thật sự là vợ của mình á, mình cứ dựa vào duyên số. Thì tự nhiên vậy đó con tìm được luôn, mà lên Facebook là tìm được luôn đó. Con tìm được đúng vợ con luôn, mà hình avatar của vợ con đó là che cái mặt, che nửa mặt, che hết cái mặt trừ cái điện thoại nè, mà con tìm ra được đó. Sao kỳ là vậy? Cứ lên đi vô tìm kiếm là gõ tên Ngọc rồi lướt gõ tên Ngọc mà dứt một phát ngay đúng luôn. Xong rồi cái nhắn cho vợ, con có nhắn cho vợ con như nè. Không nhớ chính xác lắm nhưng mà nhắn vợ con là khen vợ con dễ thương. Nhưng mà con nói là chắc là mình không có ấy gì đó đại khái rồi. Rồi chỉ nhắn vậy thôi, thì tụi mình cũng không làm bạn. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Tôi nói không, thôi tụi mình không có làm bạn gì đó, không có làm bạn gì với em hết á. Xong cái tự nhiên vợ con lóc luôn. Con thấy là tự nhiên vô duyên quá. Tức là mình làm quen người ta mà mình không có làm bạn. Con cũng nói thôi, chỉ nhắn vậy thôi là kết thúc, không như là kết thúc ở đây. Không có lý do tại sao làm vậy, trong khi em thích, em đã xác định. Tức là hiện cái hiện trạng lúc đó của em á là em chưa có xác định gì hết, mà em chưa biết là em thật sự hay là em chỉ là chỉ bị choáng chút xíu là em gặp vợ em vậy thôi. Con gặp vợ con vậy thôi. Rồi nhiều khi giống như là như bao lần mà con bị nhìn hớp hồn chút xíu vậy thôi, thì con mới bình tĩnh lại, con mới nói vậy đó.
không có làm bạn gì hết, chị nhắn gì thôi, chị nói cho em biết là anh thấy em dễ thương gì đó, là anh biết em vậy thôi, rồi xong cái giận con lóc con luôn, là hai đứa không liên lạc nữa. Vậy đâu để Ngọc nói coi, lúc đó cảm giác con thấy đúng là xàm xí đúng không? Đúng rồi, thấy xàm xàm sao thì những cái vô nhắn tin cho con xong rồi gỡ, xong con hỏi gì thì nói nguyên đống vậy á, xong con chặn luôn. Chặn luôn. Chặn. Rồi sao nữa? Rồi sau đó là cái cảm giác của con là nó có quên liền không, hay là vẫn cứ khó chịu trong lòng, cứ là... hình ảnh nó cứ lởn quởn rồi để tạo cái sự tức cho con? Không có quên, ngày nào có hay con nói thiệt con nha, là con có một cái nick để dùng để theo dõi những cái người con chặn á. Ý là có anh Thuận trong đó. Ngày nào con vô con muốn xem á, xem như thế nào. À, chặn bằng nick kia mà thật ra cái nick này là theo dõi mà. Nhưng mà cái thời điểm đó cô là con đang ở Đà Nẵng, có công việc ở Đà Nẵng, con ở Đà Nẵng suốt à, ít ở Sài Gòn lắm. Ở một khoảng thời gian dài Đà Nẵng luôn, con chả nghĩ tới, nói chung lâu lâu thôi, lúc có đi trên máy bay á, đi di chuyển bằng máy bay qua lại, con có lâu lâu nhớ tới vợ con. Nàng nói nếu mà thật sự cái người đó mà là vợ của con á, con nhìn thì chắc chắn vợ con còn nhỏ, con nhìn cũng biết, nếu mà thật sự là vợ của con á thì hãy cho tụi con tiến tới luôn, và hãy mở cho con một cái con đường sáng nhất mà coi như là tiến thẳng tới là cưới vợ con luôn, chứ đừng có cho con yêu đương rồi giận hờn vu vơ gì hết, hãy cho con làm một phát một luôn, vẫn có một con đường ở trên, ngồi trên máy bay á, con có thì thầm như vậy đó, vài lần như vậy, hiệu nghiệm luôn, vài lần như vậy. Xong rồi tự nhiên cái một bữa nọ là con về con quay phim, có lịch phim mới, con về lại Sài Gòn thì vừa mới xuống sân bay rồi cô, thấy đây ẹp Facebook rồi. Vậy hả? Ẹp Facebook nó, ủa hôm bữa là lóc rồi mà giống như kiểu mà con cũng không có tìm gì hết á, xong mới ẹp cái nó, con mới ủa kỳ ta, sao tự nhiên ẹp Facebook mình. Con nghĩ đầu đó, nguyên buổi con về làm buổi trưa, tôi buổi tối á con mới nhắn lại cho vợ con, nhắn như là chấm hỏi hay là gì đó, mà hỏi vợ con gì đó không thấy trả lời, gọi luôn. Em muốn kỳ thiệt hả? Dạ. Nhưng mà để hỏi Ngọc coi, sao lúc đó con lại ạch Facebook anh lại vậy? Tự nhiên con thấy con, tự nhiên con vô với danh sách chặn của con á, tự nhiên con, tự nhiên mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn không, cái con kết bạn xong con lại hủy, thì anh này thấy anh Thuận nhưng thấy. Mà cô cái tin nhắn nó kết bạn vô là con đã thấy chị rồi, hiểu không? Tín hiệu của vũ trụ đưa xuống á, sau khi những cái chuyến mà anh ngồi trên máy bay anh xin là cho con đến hẳn luôn đây đó, cô là đưa không? Xuống cái bụng cô biết không, là con vừa tin nhắn đó thôi nha, con nói với vợ con nha, con nói với vợ con luôn á, là con nghĩ trong đầu á, là mình có 24 tiếng để giải quyết râu ria rễ má của mình, tức là những cái mối quan hệ mà nó không có rõ ràng á, là con hỏi hết tất những bạn mà con cảm thấy là những người bạn đó xứng đáng được hỏi, những người bạn đó mình nên nói chuyện, thì những người bạn đó là cũng chỉ là quen với anh, cho vui thôi này kia, không có một cái gì hết, thì nói là thôi vậy thôi anh sẽ thôi mình, thôi mình nên, đó. Trong vòng 24 tiếng là con nói là con sẽ giải quyết hết, thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con để nói chuyện với vợ con. Lúc đó vợ con là ra con nói chuyện với vợ con luôn, mới ngày đầu tiên thôi là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Là chưa biết gì nhau luôn, chưa biết gì nhau hết, là vừa mới xuống máy bay, đó. Xong rồi đêm đó con nói chuyện hôm sau là xóa hết những cái mối quan hệ râu ria, giải quyết chứ không phải là xóa, tức là mình giải quyết hết, nó không còn gì vướng bận gì hết nữa mình hết, tức là sau đó là qua sáng hôm sau đó là gặp qua tối hôm sau nữa, tức là qua tối hôm sau đi làm về là con hẹn vợ con hay vợ con hẹn nhau, hẹn vợ con chỉ đường đi lạc 1 tiếng đồng hồ. Tức là hẹn thay vì về khúc đó là gặp nhau rồi, nhưng mà con đi lạc 1 tiếng đồng hồ mới gặp vợ, mà vợ con vẫn chờ, tức là hai đứa là hẹn ngoài đường, hẹn ở một cái chỗ nào đó, không phải là nhà đúng ở không? Hẻm đầu hẻm nhà vợ con, nhưng mà mà không biết chỉ sao đi làm 1 tiếng mà con vẫn em chờ. Người Sài Gòn sống với ba mẹ ở đây nhưng mà nhà vợ con là ngay cái trục đường về nhà của con luôn, mà con đi làm 1 tiếng đồng hồ không hiểu sao. Thử lòng giống con. Giống như là kiểu giống mình như... con bị lúc đó cái trong người con nó có cái gì đó thúc đẩy nôn nóng, mà nó hồi hộp, nó rất là ấy, mà tay chân con giống như nó không có còn được tự chủ được tự chủ được, mà con chạy xe con ráng cố gắng là phải cẩn thận, phải tới và phải làm sao mà nhanh nhất để chờ mà không biết chờ mà thì tới cái xong rồi ra ngồi quán nước hai người ngồi nói chuyện, xong tự nhiên con vô thẳng đề luôn, nói chứ anh không có quen chơi, anh biết em còn nhỏ, bây giờ nếu em quen với anh á, em quen với anh á thì được á, thì tụi mình tiến tới luôn, chứ bây giờ quen xong lỡ đâu 5 tháng nửa tháng hay là năm gì đó tự nhiên có chuyện gì đó giận hờn chia tay là em là người mệt, em là người buồn, chứ anh đâu buồn, anh bị quá nhiều, anh nó bị quen quá rồi. Cái vợ con cũng nữa, sau này con hỏi vợ con thì ông vợ con lúc đó vợ con nó nói là có nói là nãy khùng gì đâu. Ngọc kể con, Ngọc kể coi lúc đó sao mà em có thấy Thuận có bị sổ sàng quá không, trong khi đó chưa biết gì hết. Đúng rồi, Ngọc kể cái cảm giác của con đi. Đúng rồi, lúc đó con thấy là xong má ơi, mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng
xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con ừ nữa. Con ừ nhưng mà con vẫn đang khùng. Con không hiểu sao lúc đó con ừ luôn. Mà lúc đó em còn đi học không? Lúc đó em dạ không ạ. Lúc đó là em gia đình em á định là sẽ cho em sang nước ngoài á. À. Nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận thấy không? Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn, xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau. Xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không? Vợ con không. Vợ con có người yêu không gì hết. Thì em mới lớn mà em nhỏ xíu cái vợ con, nhưng vợ con là cũng có bạn thời đi học được này kia cũng có, nhưng mà thì mình phải hỏi đàng hoàng. Xong rồi vợ con hỏi lại con nói luôn là anh đứng đây là anh hoàn toàn sạch rồi đó, không có ai hết đó. Xong bắt đầu hai đứa mới vô mới nói chuyện. Nói là từ bữa đó tới ngày hôm nay là hầu như ngày nào tụi con cũng gặp nhau. Chị Vân thấy có nhiều cái khoảnh khắc không, vừa trên máy bay xuống tự nhiên vô tình bạn này bật lại kết bạn ngược lại, thì đâu vô tình mà Thuận lại cầm điện thoại lại lướt lại thấy cái đó liền. Rồi bạn này bật xong rồi lại bị tiếp chứ bộ. Mà nói như vậy nè anh Tiên, là đó, vợ vợ con vừa mới ẹt con á là vợ con gỡ ra liền. Đúng rồi, chứ không phải là ẹt để chờ con ẹt. Ẹt xong có đâu có mấy phút sau à là gỡ ra là con thấy rồi, con đã thấy rồi. Đúng rồi đó. Không có nói để con coi tới tối làm sao. Con thấy... ấy xong đến tối con mới gọi luôn đúng không? Đúng, thấy con thấy không ổn rồi con gọi luôn. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á là đó, giờ con có bạn trai vậy á. Rồi con có nói lúc đó là ba mẹ con phản ứng như sao? Lúc đó hả? Kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai gì á, tại nhà con không có cho con quen sớm. Thì lúc mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó. Không, con chưa có nói là anh Thuận. Xong rồi khi ba mẹ kêu á thích quen ai thì dẫn về đây, tại vì ba mẹ con chắc con á quen ai không bao giờ dẫn về, chỉ có nói cho anh chị con biết thôi mà ba mẹ không được biết. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Rồi trước khi đó con có nhớ hàng là anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á, làm con, nấu ăn đúng rồi nấu ăn á con. Xong rồi con chỉ anh này đẹp trai ghê luôn á, này mà con rể của ba thì sao? Chỉ là giao đãi thôi đó. Đúng rồi. Xong rồi ba con kêu mẹ ơi mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Chưa có vợ tao chết liền. Đúng rồi, kêu là chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con nhắc anh Thuận về nhà. Gặp Thuận phản ứng của cô chú làm sao? Ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ. Với lại nhìn thật thà, nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy. Nên là có tin liền không? Ngay bữa, có tin. Ngay hôm đầu tiên gặp được ba mẹ vợ con bây giờ là con xin phép luôn. Nhưng mà xin cưới đầu, luôn hả? Lúc đầu ba mẹ có nói là có nghi là bị BD không mà giờ này chưa không, có vợ không? Không có nghi, ý là không thắc mắc là tại sao giờ này mà con chưa có vợ. Đúng rồi. Có hỏi không? Ba mẹ có hỏi rồi không? Không hỏi luôn. Chỉ có điều con hơi liều cái là vừa gặp ba mẹ vợ con lần đầu là con xin phép cho mẹ con lên nói chuyện cưới luôn. Chứ con không có chờ là gì hết á, tại con đã nói trong lòng con rồi. Con gặp đúng người là phải cưới liền đó. Là con đi thẳng luôn chứ. Lúc đó là vòng vo gì. Hai đứa em có khoảng thời gian để tìm hiểu không? Hay là bập liên tục như cái khoảng thời gian tìm hiểu á, tức là khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á. Nhưng mà lúc mà hai đứa mà nói vợ em đồng ý rồi đó, em gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ. Mẹ nói thiệt mày, chắc mẹ cũng hết hồn. Nhỏ có bầu hả? Mẹ hỏi liền nhỏ có bầu hả? Nhỏ có bầu hả? Mấy tháng rồi. Nói không có, tụi con chưa làm gì luôn. Thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á. Tức là cho hai bên gia đình cho phép đám cưới, tụi con vẫn không dám đụng tới vợ con. Tại vì con sợ là nếu con đụng vợ con á, mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra là tự nhiên là con làm như vợ con buồn. Tại vì cái chuyện đó đó cái chuyện đó đối với con nó quá bình thường rồi. Nó không có phải là một cái cuộc gì đó mà con phải cần có cái chuyện đó cả. Cho nên là con vợ của mình mà giữ mình không có nghĩ là giữ mà là vợ của mình mà không có gì mình phải nghĩ tới cái vấn đề gì hết á. Mình cứ làm xong hết mọi chuyện, lo liệu hết xong xuôi mọi chuyện hết đi, vợ mình rồi lúc đó rồi mình gần nhau cũng được. Đó cho nên là con nói với mẹ con chắc chắn là có bầu. Bạn bè con mời ăn nước gì lẹ không có bầu vậy, tại vì bạn bè cũng biết coi con mà có bầu hay sao vậy. Nó không đám cưới theo chưa có bầu bây giờ nữa. Bằng chứng là bây giờ chưa có bầu cái khúc quen nhau mọi người còn không biết mà thì đừng có đi đám cưới. Nhưng mà ủa mà Thuận sinh là cưới con mà lúc còn nhỏ xíu vậy mà ba 18. Mẹ con ba mẹ con cho con lấy chồng sớm vậy luôn á. Ba mẹ con kiểu là cứ kêu con là suy nghĩ kỹ chưa tùy con quyết định thôi à. Chứ thấy anh Thuận cũng được rồi. Nhưng mà ba mẹ con có thích anh Thuận không? Có thích anh Thuận đóng phim không? Cái chàng rể này ok quá. Ba mẹ con không phải là thích người đóng phim mà là thật sự là tới bây giờ con, tại vì hai đứa con ở gần nhà ba mẹ con luôn, là ba mẹ con thấy con giống như là một đứa con của ba mẹ vợ con gì đó chứ không phải là con rể nữa, mà nó gần giống như là con dâu mà là con ruột luôn á. Ý kiểu nó là nó rất là không có một cái khoảng cách gì hết. Anh phải công nhận là nhìn Thuận á
là ập vô đầu tiên là thấy cái độ chân thành, không có cái độ có cái gian xảo á, từ không có cái nét điệu á, dạ, đúng rồi, từ cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái những cái thái độ của mình, cái hành vi của mình, không có gì gọi là để cho bất an cho ba mẹ, có thể là nhờ cái đó thì cô chú mới tin. Không phải đâu, với lại thực ra mà nói á, là nếu như ba mẹ mà có coi những cái phim mà Thuận đóng á, thì là chắc cũng đã có cảm tình với cái người diễn viên này rồi, bởi vì thường những cái vai Thuận đóng á toàn là những cái vai mà kiểu chính diện á, rồi những vai hiền lành, gào nếp gào tẻ, ba mẹ coi đúng gào nếp gào tẻ thì đó, thì cái vai thì đó, cái vai đó nó quá dễ thương đi, rồi thành ra là đó là ba mẹ cứ kiểu như là những người khán giả đó, như là các phụ huynh á, là thường cứ mặc định luôn là với cái người đó mà đóng cái vai đó mà thành công á, mà tạo cái dấu ấn tốt đẹp á, là cái người diễn viên đó là cũng sẽ giống như là cái nhân vật đó đó, thường là hay bị ngộ nhận cái đó đó. Đấy, nhưng mà ăn thua là sau này khi mà bắt đầu tiếp xúc trực diện rồi thì là còn giữ được cái cảm tình đó hoặc giữ cảm xúc đó hay không là lúc đó mới là Ngọc Thuận đó. Đúng không? Cái quá trình mà trước khi mà em giới thiệu Thuận cho cô chú biết á, thì lúc đó hai đứa quen nhau thì quá trình rồi đi chơi có phải khó khăn với nhau không? Khó hơn chút xíu. Hả? Tại vì anh Thuận á là làm về khuya, quay phim á về khuya 11, 12 giờ lận á, mà nhà em khó lắm luôn á, giờ em mới dám nói nha. Ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ, là em buổi tối á là 11, 12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa, nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi à. Đến giờ cô chú chưa biết luôn. Ngày nào cũng gặp nhau khoảng 30 phút nói chuyện gì đó, nhiều khi mấy cái quán sinh tố kế bên nhà, cách mấy căn nhà gì đó. Tại vì ba mẹ em là làm buôn bán bỏ mối rồi, nên là 9 giờ phải ngủ, rồi 2 giờ là phải dậy để soạn hàng. Cho nên là cái khoảng thời gian 9 giờ tới 2 giờ là ba mẹ ngủ. Là giờ vàng của tụi em á. Giờ vàng tụi em gọi là giờ giới nghiêm á, là 2 giờ. Trước 2 giờ là phải về nhà đó. Giống như là Juliet vậy đó, đúng không? Đó, leo băng đông. Đúng rồi. Nhưng mà bữa nào mà vợ con kiểu vui với bạn quá, quên tới 2 giờ là bữa đó con chết luôn, là con chết rất là khó, con bị thấy có lỗi vô cùng luôn kiểu. Chứ từ lúc cưới vợ con tới giờ là tụi con bị hai lần hả? Hai lần bị như vậy. Hai lần là tới giờ sinh nhật của bạn không về được, sinh nhật của bạn vui quá bạn không cho về. Mà em cũng gan ha. Dạ đúng rồi á. Trốn như vậy, đặt trường hợp lỡ như cô chú vô tình thức giấc hay là vô tình cái gì rồi sao ta? Chết luôn. Có bị ai bắt gặp chưa? Có chị em mà chị em bao che cho. Đến giờ cô chú chưa biết, nãy mới xin lỗi con, xin lỗi ba mẹ mà. Ba mẹ không biết. Ý là cái khoảng thời gian đó tụi con, tại vì con đi quay cái phim á, sáng 6 giờ có mặt quay, bối cảnh không hiểu sao đó, cái khoảng thời gian mới quen vợ con quay mà 3 tháng liên tục, 6 giờ sáng có mặt, 11 giờ đêm về, ngày nào cũng vậy á. Mà mình mới gặp vợ nữa, không biết tìm hiểu sao mà chẳng lẽ rủ con gái người ta đi khuya rồi đi đâu cô. Cuối cùng là ở gần nhà nó có cái chợ bán sinh tố á, cứ ra đó ngồi, ngồi chai liều đó luôn, cứ ra uống ly, hết ly sinh tố về, hết ly sinh tố về. Xong rồi con sáng là con lại phải thức sớm đi quay, mà liên tiếp trong 3 tháng trời. Đúng là chỉ có tình yêu tình mới yêu, làm nổi cái chuyện đó, chứ sức đâu. Chính xác. Trời ơi, ngủ có chút xíu à ha con. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Thực ra là gì nè, cô thấy qua cái chuyện này là cô thấy dường như nó là định mệnh. Mà người ta nói là hai nửa vầng trăng là của nhau, là phải gặp nhau. Có cái phim mà Two Moon in Junction là nó đúng như vậy luôn. Nó khớp đến đúng thời điểm luôn. Thuận là chắc cũng trên trển xuống, cũng lỗi lầm gì á, xong bị đầy xuống, đúng không? Rồi đến hết cái nghiệp đó rồi bắt đầu mới đưa tiên nữ xuống, đạp tiên nữ xuống đó, rồi cứu vớt đời nó đi. Đó là mấy chục năm trời, mấy chục năm trời mới được vậy. Giờ lúc mà con chuẩn bị cưới á, con có chơi với một số bạn thân á, thì một số người cứ lôi ra ngồi như nè, hút thuốc, con không biết hút thuốc, con ngồi đó uống cà phê, cái bạn hút thuốc, rất trải đời xong em lấy vợ là sau này em sẽ khó khăn đủ thứ đó. Bây giờ nói chung là bạn con toàn đưa ra những cái mà mình chưa lấy vợ mà đưa ra cái mình muốn lấy vợ luôn. Xong rồi bạn mới nói với con là mình một mình đã khó rồi mà bây giờ mình có vợ nữa thì mình sẽ không có vươn tới cái đỉnh cao nữa. Con cũng nói với bạn con một câu mà chắc bạn con cũng hơi buồn con chút xíu. Con nói đỉnh cao của em là hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp của em đã gần 20 năm rồi, em thấy nó vẫn vậy. Tiền bạc có lúc có lúc mất. Đến giờ phút này đỉnh cao của em là em cảm thấy một gia đình hạnh phúc. Em không biết là em với vợ của em sẽ sống với nhau được bao lâu, nhưng ít ra trong cuộc đời của em đã có một khoảng thời gian đó hạnh phúc. Còn lại em chả quan tâm nữa. Đúng vậy là đủ. Thấy chưa? Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Hạnh phúc là yêu thương. Đúng không? Đúng với cái cặp này luôn á. Đó, mà lựa chọn phải đúng thời điểm nữa, đúng không con? Dạ. Công nhận ha, nó ngồi trên máy bay mà nó khấn, nó cầu trời khấn Phật. Cái đó là con mà, nói thiệt luôn á. Mà con linh nghiệm luôn á, đi con đường ngắn nhất luôn mà ngắn con, thiệt. Con nhìn ra cửa sổ á, cứ bay cao, con nhớ là cứ đạt độ cao nhất là con ngồi con nói. Đó. Mà cái thời điểm đó con đi máy bay hoài. Đó. Mà ngắn linh quá vậy. Con công nhận là ngắn thiệt không? Xuống một cái là gặp liền, đúng không? Là nhận được một cái tin liền, đúng không? Rồi 24 tiếng đồng hồ sau là gặp liền. Mà nó có một cái trùng hợp nữa nè.
cái chuyến bay Đà Nẵng đó là cái chuyến bay mà con xong việc cuối cùng ở Đà Nẵng, là từ đó tới giờ chưa quay lại Đà Nẵng. Con thấy là đúng là có sự sắp xếp luôn á. Thiệt luôn á, dạ. Sắp xếp mặc đó. Dù là công việc Đà Nẵng vẫn còn nhưng mà nó không cần con phải đi ra đó nữa. Đúng nghĩa là hai chữ định mệnh. Chuyến bay cuối cùng từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ quay trở lại Đà Nẵng. Dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau là được mấy tháng ta? Bữa cô mới. Chính xác là 17 tháng 12, 17 tháng 1, 17 tháng 2, 2 tháng 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Dạ. Coi như chính thức về ở chung với nhau. Đúng dạ. không? À em có muốn hỏi gì về cái vấn đề mà em muốn tìm hiểu không? Kể hết rồi. Không, cái chuyện mà em thường hay hỏi đó. Kể luôn rồi, là gần đến đám cưới mới có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà rồi họ dạ. như thế nào? Cái họ giữ cho nhau lắm đó. Thì dạ. đó về khoảng cách về tuổi tác. Nhá cái đi, nhá cái đi em trả lời. Tuổi tác này cái nọ họ có hòa hợp không như thế nào? Đúng luôn á, giống như là em lớn hơn bé Ngọc cũng gần 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 18, 17 tuổi. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khoảng cách về cái tư duy, khoảng cách về suy nghĩ. Thì đôi lúc khi nào nó có những cái bất đồng về mấy cái đó không ta? Câu đó rất là hay luôn. Mọi người nhìn vô thấy khoảng cách đúng không? Con giờ con không có khoảng cách nào luôn. Con trẻ hóa đi. Sáng coi hoạt hình chung vợ con. Vợ con là đúng giờ là ăn, đúng giờ là ngủ. Sáng dậy coi hoạt hình. Tối dọn dẹp coi Elsa hay coi gì coi tùm lum hết cô, tức là hoạt hình, tức là giống như là một bé gái mà trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 gì đó. Rồi bánh tráng trộn, nói chung là giống như một con đang cảm giác giống như là lâu lâu con chọc hết cháu cần ăn gì chú đi mua. Nhưng mà con nói cô cái điều này không biết là vợ con sau này có vậy không nữa nha, nhưng mà có cái điều này là con thấy hơi bị ấy luôn á, đó là vợ con chăm con quá. Nhiều khi hai đứa ngồi chơi thôi con nói cái con coi nè, con nói ôi cái này anh thích quá rồi. Mà nếu sau này mà anh mà có ấy chắc anh sẽ mua cái này, sáng ngày mai cái món đó nằm ngay trong nhà luôn. Bất cứ là món gì hiểu tâm lý em vậy luôn á. Hôm nay đang sống với một bà tiên, có nghĩa là cái là như giống như ông Bụt á, cầu được ước thấy đó. Đó chỉ cần cái đây chỉ cần ước là đó, ngày mai tiên. Có không có ước mà ngồi gì thì nói á, tại vì á con á là con về á có nhiều người á, tức là điện thoại đồ này kia là phải để cá nhân riêng. Nhưng con nghĩ là mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Cuộc sống của con muốn cái gì đó nó thoải mái. Con không có muốn cái gì đó mà phải suy nghĩ. Ở trong nhà là mình phải thoải mái nhất có thể. Điện thoại con là vợ con muốn coi gì được, muốn làm gì giữ điện thoại, trả lời tin nhắn của con luôn càng tốt. Cái đó là đó. Một cách tốt nhất để cho con ấy khỏi đó, có suy nghĩ. Thì con lướt á, con lướt cái con like hoặc là con bỏ vô giỏ hàng á. Là vợ con thấy rồi, mai vợ mua đem về là cho con luôn mua... Nhưng mà rồi á, cô hỏi nè, ví dụ giờ á anh Thuận như vậy á, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai vậy ha, rồi con có ghen không? Con có sợ là như anh đi đóng phim này cái nọ rồi nhiều chị thích không? Con có sợ không? Con không biết sao chứ con cũng không có sợ, không có ghen. Lâu lâu rồi con thấy mấy chị kia comment Facebook á thì con chọc vợ anh nè thôi chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Con tin tưởng anh Thuận đúng không? Rồi ngược lại thì là con có ghen, là con có sợ là con có ghen nha. Ví dụ như vợ con mà, nhưng mà tại vì vợ con ở nhà với con không à. Chứ nhưng mà con đã đi với vợ con mà vợ con đi ra ngoài đường mà có ai mà ấy, con có ghen á. Con ghen hả? Con ghen nhưng mà con không có nói vậy, nói riêng với vợ con là vậy là anh không thích như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như những cái người bạn của vợ con, những cái mối quan hệ bạn bè trước khi mà lấy con á, thì sao? Vợ con là có một nhóm bạn học thôi à, mà toàn gái không à. Đi chơi con dắt theo anh Thuận. Dạ, xong rồi con vô luôn giống như bạn của mấy đứa. Đâu vô là con chú chứ. Bạn, không, bạn mấy đứa luôn. Là mặc đồ y chang luôn kiểu. Áo thun quần sọt rồi này kia. Nghe kể cho em thấy hình ảnh em chổng con. Anh em giống nhau hết trời. Con trẻ hóa giống như giờ con. Lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa luôn. Đúng rồi. Rồi giờ mà... sao rồi cái chuyện cái đó là cái may mắn của mình đó. Rồi cái chuyện kinh tế trong nhà thì là ai là người quản lý, ai là người chi tiêu? Giờ em nói anh nói. Anh nói đi. Ok. Là vợ con bình thường ở nhà là vợ con chọc con dữ lắm. Tức là vợ con là giống như một cây hài vậy đó, chuyên chọc cho con không bao giờ mà làm cho con buồn được. Chọc con là coi như cả ngày mà nhiều khi quả em đừng chọc nữa, giống như để anh bình tĩnh lại, anh suy nghĩ lại chút xíu kiểu. Vợ con có cái tính rất là hài hước, nó hay chọc ghẹo này kia trong nhà đó. Nhưng mà ra ngoài thì lại nhét. Còn con ở nhà thì con lại ít nói hơn, ra ngoài thì con lại dạng hơn. Rồi nhưng mà vợ con được một cái là tiền bạc rất là sắp xếp rất là tốt. Tức là biết quản lý phải không? Dạ, biết quản lý, biết con, chi tiêu. Dạ con để cho từ lúc mà chưa lấy vợ con mới thấy là chết rồi, mình một mình đó, nhiều khi mình còn gặp khó khăn này kia. Giờ mình lấy vợ rồi thôi mà mình cứ lấy đi, mình đã giống như đã muốn đã cầu nguyện đã
đã thật sự muốn lấy vợ, muốn mình yêu thương cái người vợ này của mình thì mình phải cố gắng. Thì con nghĩ là cưới về tụi con sẽ gặp một số khó khăn nhất định, nhưng mà từ lúc cưới vợ tới cưới vợ con về tới giờ á, con không có lo gì tới tiền bạc hết trơn á, tại vì con đưa vợ con hết luôn. Vợ con sẽ là người quản lý, chị quản lý hết luôn, mà vợ con cái gì mà đưa vô trong cái sách đó là gì, vợ con không thèm lấy ra. Tức là vợ con có cách kiếm được những cái nguồn ở ngoài là chi tiêu trong nhà, là con thí dụ đi làm gì về về tới cái gì vợ con biết con có tiền hay gì á, vợ con nói đưa đây, vợ đút vô cái sắt là cái tiền đó nó chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt đi. Từ lúc nó tuy là nó ít nhưng mà nó thêm thêm chứ nó không có bị phơi đi, và con nó không có phải tính toán hay suy nghĩ là tháng này mình phải làm bao nhiêu tiền hay là mình phải chi tiêu làm sao. Vợ con giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung? Hiện giờ là ba mẹ con cho hai vợ chồng con ở một cái căn nhà đối diện, nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là vài bữa tụi con đang nhờ kiến trúc sư, là chắc khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây thì xong tụi con mới là ở chính thức trong căn nhà đó. Nhưng mà ý là cô nói là hai đứa ở riêng đúng không? Đúng rồi. Tức là tự quản lý nhau, tự tự quán xuyến cái nhưng nhà mà nó mình. được như vậy là cô là ba mẹ con là làm việc theo giờ giấc, mà cho nên là cái buổi trưa á là mẹ con á rất là thích sum họp gia đình cùng ăn tất cả các anh chị em luôn. Hiện giờ là có chị của Ngọc ở xa về rồi nên là đầy đủ mặt hết buổi trưa. Ba của Ngọc trước đây, ba vợ con á là sẽ là người nấu, vợ con sẽ là người phụ, rồi mấy chị rửa chén rồi này kia, nói chung nguyên một nhà buổi trưa nó là như vậy, đùm tấm sum họp đó ha. Gom tụ lại một nhà, rồi khi có con về á thì con biết nấu ăn mà, thì con vô phụ. Khúc đầu thì ngại không có cho con phụ, nhưng mà từ từ con muốn phụ tại vì con thích. Rồi bây giờ là đó, mọi người rồi cùng nhau ăn hai cái buổi trưa, trừ những cái buổi mà đi quay đấy thôi, còn đi quay show như vậy nè là lựa cái giờ né buổi trưa ra hết. Né buổi trưa ra là để có một bữa cơm gia đình, đúng rồi, để có cái không khí nó ấm cúng với nhau. Hay còn nếu buổi tối mình rảnh thì cả nhà cùng đi ăn uống cà phê rồi hết nguyên ngày. Từ lúc cưới vợ về á con cảm thấy cái quỹ thời gian mình nó vô cùng ngắn. Mở mắt ra quay qua cái tới tối là tại vì nó bận liên tục. Mà thấy anh Thuận nó linh hoạt hẳn ra luôn á. Tức là hồi đó cô đi quay với anh Thuận á, Ngọc lúc nào nói chung là nó u sầu lắm con, thiệt nó u sầu lắm, ít khi nào nó có cởi mở. Nó quay thì nó quay vậy đó, xong cái nó đi kiếm chỗ nào nó ngồi nơi nó rồi nó không có cởi mở mà mặt nó không có tươi, mặt nó tươi nó buồn lắm. Bây giờ thì rất là vui rồi. Đó thì cô muốn hỏi con nè, khi mà con về ở với anh Thuận á, anh Thuận còn có cái tật xấu gì không, hay là bây giờ anh Thuận là người hoàn hảo rồi? Tại cái khoảng thời gian mình tìm hiểu nó ít quá, ít ra thì về nhà nó phải lòi tật xấu ra. Không, chưa về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở, thì con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Tại anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông, em muốn vô phòng anh, em ngồi em nằm nghỉ được không? Xong anh Thuận cứ cản con không cho con vô, đừng em đừng vô. Nhưng mà em năn nỉ mãi mở phòng ra hết hồn, quần áo dục lên tứ tung luôn, là em biết từ đó rồi đó. Tức là đồ cầu lông dục gốc, quần áo đi quen dục gốc, giày dục gốc, tùm lum á. Con mới nói với vợ con là đừng có vô trong đó mất công nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là việc đó con bà gà vô cái chuyện đó mà anh không có muốn. Rồi vô trong đó rồi anh với em như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay cho em, anh không muốn như vậy, con viện đủ lý do hết. Xong rồi vợ nói giờ anh đi đánh cầu lông rồi thì giờ em vô trong đó. Cả như ông bừa bộn đó, ông bừa bộn mà ông muốn giấu, ông muốn giấu. Là chỉ có cái bừa bộn thôi hả, còn có cái gì nữa không? Thay đổi được chưa? Chưa, bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con, là con làm mà con không có vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn, cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó nó cũng sạch sẽ tương tất, đúng không? Này đâu đó đâu ra đó hết đó. Giờ hỏi tiếp là còn tật xấu nào nữa không? Tật xấu đi. Là hay như là hay xì hơi ấy cô. Xì hơi không? Xì hơi nhưng mà nó kinh khủng. Con đã nói rồi, con đó là con canh như vậy nè, tại vì con biết vợ con, à vợ con hay nháy với con lắm, giống như là hay chọc con đó thì con chọc lại, mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó rồi con ém, tự dưng đắp nguyên cái mền, con ém mà bắt đầu con hay da bộ con đắp mền là chính là hết. Vợ con tưởng gì rồi, ôm rồi vô bước một phát giữ cái mền lại. Cái đó là mình cố tình đúng không? Chỉ có hai cái đó, máy đạn á đúng không? Máy đạn á, đúng. Mà mẹ nói này chắc mẹ không mua mít cho ăn đúng không? Còn nó giỡn mẹ ơi, mẹ giỡn ngoài bây giờ thích mua trái cây đầy đủ rồi, trong đó có mít nữa, mà có con ăn mít về là bữa đó là vợ con chết chứ con. Lúc nào cũng đưa mít cả đống về vô tình hại con gái luôn. Mà con nó giỡn mẹ con, không biết mẹ có phát hiện ra đó. Con có muốn anh Thường thay đổi cái gì không trong hai cái tật mà con vừa mới nêu ra?
không, con không muốn thay anh Thuận thay đổi gì hết á. Thì nếu mà bày bừa thì con xếp lại cũng được, con cũng không có bực mình hay gì hết á. Thì mỗi lần đi chơi thì mỗi lần xếp lại một đống đó thôi, chứ không có gì. Cũng bình thường thôi. Hôm nay tụi con cũng bung đống ra nè, chút nữa hai tụi con về bắt đầu xếp lại. Dạ, tại hôm nay tụi con đi đến đây á là tụi con mặc đồ cưới đúng không? Nhưng mà con thì mặc sẵn cái bộ trong rồi, chỉ khoác áo lên thôi, giờ con thì phải mặc bộ đồ kia. Mà con thích cái áo đó lắm. Lúc nào đi đâu cũng nói vợ con thích cái áo đó, thấy vợ con mặc thoải mái mà nó nhẹ nhàng, nó rất hợp với vợ con, mà con biết áo nó nằm đâu hết luôn á. Con để vợ con để, nhưng mà để vợ con kiếm. Vợ con bung hết tủ này tủ kia, bung hết luôn. Xong hết rồi xong cái nói nãy giờ là tôi biết nó nằm ở đâu, nhưng mà tôi để cho cô bung, chỉ là chỉ là bây giờ một nhà. Rắn mắt quá. Bây giờ nó đang nhận nè. Lầy thiệt, cái Thuận chưa từng thấy. Thì không bao giờ nghĩ là nó lầy vậy luôn á trời. Có tình yêu nó khác à chị ơi. Là hai đứa con giống như là hai người bạn mà giỡn với nhau vậy đó con. Hai đứa nít á, đúng không? Sáng là ba mẹ tụi con á là, tại vì ba mẹ về sớm lắm, tại bỏ mối là xong là ba mẹ về. Sáng con hay về sớm là con đi uống cà phê với chơi chim cảnh với ba vợ của con. Nhưng mà dạo gần đây là vợ con thích coi hoạt hình rồi đó, cho nên là tụi con coi xong rồi tụi con dậy trễ, rồi có hôm tụi con dậy tụi con không ra, không đi ăn, đi xuống đi ăn gì hết, tụi con cứ coi phim rồi lên mạng rồi làm gì đó. Đúng rồi, vợ chồng son luôn. Nó thành giống đúng như là bây giờ không cần biết xung quanh là gì, là chỉ có biết hai đứa hai nhau bên thôi, nhau vậy là đủ rồi, là hạnh phúc rồi. Trong rồi cái khoảng thời gian này nó đang hạnh phúc như vậy đúng thì con không biết nó kéo dài được bao lâu, nhưng mà ít nhất trong cuộc đời con đã có cái khoảng có những cái khoảnh khắc và thời gian như thế này. Rồi vậy là chắc là vợ không có tật xấu rồi đúng không? Vẫn có chứ. Theo Thuận bé Ngọc có tật xấu nào không? Vợ con hả, tật xấu là nó chiều con quá. À, quá chiều. Quá vợ chiều. Con là con như giống như con nói. Ta chiều sao gọi là hiện giờ trong điện thoại của con, vợ con này là có khoảng 6 món. Mà con nói thôi đừng có mua cho anh chỉ là anh thích anh để đó thôi, để anh ngắm nó thôi chứ anh không mua. Nhưng vợ con cá với cô luôn á, vài bữa sắp tới sinh nhật con là 6 món nó nằm trong nhà. Trời ơi, hiểu mà đi mà sambo trong bụng. Tại vì á là nhiều khi nè, coi thấy gì thôi, nhìn thấy gì thôi cái vợ giả bầu rủ đi ăn, rủ đi ăn cái vợ em muốn đi vô đó gì đó, cái vợ nói nè nè em mua cho anh nè, xong chơi 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 chưa làm gì đó tiền của anh, nói em có tiền em có quỷ hết anh đừng lo. Cô bé còn nhỏ mà tâm lý đó, ghê coi như cái tật xấu là quá chăm sóc cho mình. Trời ơi, nói mà hạnh phúc ghê. Rồi sao, rồi còn cái gì nữa không? Rồi, con có muốn Ngọc thay đổi đi, điều gì không? Đi mua, ý là muốn mua cái gì cho con, nói con trước đỡ tốn kém một chút. Nhiều khi mua về con mặc không vừa, với lại mua cái món đó về con lỡ ăn no rồi cũng không ăn được, cái cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà con ở nhà con ăn nhiều quá cái con mập. Bị lên ký đúng không? Nãy giờ anh Tiên định nói rồi đó. Mỗi lần con mập thì con lại tự nhìn vô gương, con lại tự bực với chính mình, cái con đi tập thể dục. Con mới nói với vợ con là mỗi lần đi tập thể dục rất là mệt, mà cứ ăn lên 1 ký, tập xuống 1 ký là nó phê lắm. Rồi vợ con mua đồ cho con á, gọi điện. Anh rể, có anh rể. anh đó, anh rể con tên Hậu. Anh Hậu mặc sai gì cỡ ông, cỡ anh ông? Anh nói thì chắc cỡ anh đó, nếu mặc ôm thì chắc cỡ anh. Vậy hả? Rồi quần lót anh Hậu mặc sai gì? Con cũng ngây thơ. Xong rồi con nói xong con mới suy nghĩ, ủa tự nhiên mua quần lót cho anh rể như trời. Quần lót sai gì, bữa em nhớ anh mua sai gì cũng nói sai. Bình thường á là con mặc cái quần đùi như nè, cổ vô cũng ngại. Mua thì có dưới ta lựa đi không, vô ngại chụp đại cái đem về mua chất quá. Mua mấy quần hình tam giác rồi không ngại quá, tại vì vô đó toàn đàn ông mà tự nhiên con mo men vô lựa quần cho con. Là đi mua cho con á, nhưng mà không có nhớ, bắt đầu gọi con giả bộ hỏi. Đáng yêu kể là chắc cầu tới tháng sau á. Bây giờ đang yêu cầm này quá dễ thương quá. Nhưng bây giờ nói tóm lại, con chỉ muốn vợ con như thế này thôi, không thay đổi nữa. Con muốn vợ con với vợ con á, thật sự luôn, cả hai đứa trong đời sống vợ chồng cứ như thế này, không cần thay đổi gì hết. Có con vẫn giữ cái mặt như vậy tới khi nào chết luôn cũng được, không cần phải thay đổi, không cần phải lớn không lên, cần không gì cần hết. Phải gì hết. Còn cuộc sống bên ngoài á là cuộc sống mà tiền bạc đồ này kia là mình đã trải qua nhiều, là mình sẽ có cách hết, cỡ gì cũng có cách hết. Bây giờ vợ con may mắn một cái là được ba mẹ sắp tới sẽ cho ấy, nên là có không có lo gia đình nhiều hết trơn. Rồi á là cứ để vậy, khi nào có em bé thì là sẽ có em bé thôi. Dạ, chứ không có kế hoạch gì đúng không? Tụi con là không có một cái kế hoạch gì. Kế hoạch của tụi con là tối nay ăn gì, anh có đồng ý hay không. Giống như cô có thấy ai mà rủ đi ăn nhà hàng mà quạo không? Vợ con rủ đi con đi ăn nhà hàng mà con quạo, tại vì rủ đi ăn hoài mà con nói ăn hoài mập lắm mà vô đó không ăn không được. Đó, thôi. Bây giờ mình phải tốt lại, không nó kể tới tháng thứ sau luôn. Chị em mình ngồi hoài luôn. Đúng. Mà riêng đối với cái cặp này chắc mình không cần phải chúc. Tại vì sao, với ông bạn này á, là bạn có một cái tâm linh xuyên không rồi, cho nên là bạn cầu được ước thấy. Nãy giờ bạn mong muốn cái gì về cái tình yêu của hai bạn này thì chắc là con sẽ được y chang như vậy thôi. Yeah, đó, okay. Cho nên là đúng không? Em có muốn lời gì chúc cái người không? Thật sự là em thấy là em
Ngọc đó là Thuận là hai em quá dễ thương rồi, là cứ cái đà này mà phát triển hơn nữa thôi. Mà Ngọc Thuận mới ghê chứ. Ngọc Thuận dạ. Nó là Ngọc Thuận, nó đúng, tên là Ngọc Thuận luôn đó. Mà vô là Ngọc Thuận đó. Xong rồi sắp sửa tụi con làm là cũng màu ngọc, màu xanh ngọc trong nhà. Rồi, thôi thế thì chúng tôi chỉ xin nói một điều là chúng tôi ghen với hạnh phúc của anh chị. Cảm ơn. Đó, mong là anh chị cứ như thế này mãi. Yeah. Rồi sau này trời ơi có baby ha. Trời ơi giống mẹ cũng đẹp, giống ba cũng đẹp. Đã. Trời ơi tuyệt sắc. Con trai cũng đẹp mà con gái cũng đẹp. Đúng không? Có được trong năm nay nữa. Con rất là mong là có em bé sớm để giống như tụi con, vợ con sinh sớm thì sau này vợ con sẽ có nhiều thời gian hơn với con, chứ trễ quá vợ con sức khỏe nó sẽ không có tốt bằng bây giờ. Đúng rồi, câu được ước thấy. Ta nói là câu được ước thấy, một chút xíu mà lụm được bóc cái nồi luôn. Cái đầu chùi nồi là coi như năm nay có tình yêu luôn. Đó. À có bóc cái chùi nồi đó. Rồi cảm ơn hai em. Đúng rồi, hai người này sẽ có trong năm nay luôn. Dạ cảm ơn cô, tụi con đang rất là mong, cả gia đình đang rất là mong vợ con có em bé. Sau đây nha, sau đây á con chịu khó con điện thoại cho anh Bin cái là coi như 100% điện thoại riêng nghe. Dạ. Rồi ok.